Chưa bao giờ, tôi nói thật là chưa bao giờ tôi thấy một vụ án có số tiền lớn như thế. Tôi cá là nhiều người còn không biết đọc con số này như thế nào. 1.066.000 tỷ đồng. Tất cả bắt đầu từ một người duy nhất, một cái tên đình đám từng được đem ra so sánh với những nữ tướng trong làng kinh doanh như Nguyễn Thị Phương Thảo, Madame Vietjet hay Mai Kiều Liên, bà chủ sữa Việt Vinamilk. Nếu như GDP Việt Nam năm 2022 là khoảng 409 tỷ đô, thì con số hơn 1 triệu tỷ đồng là gần 44 tỷ đô, tức là 10,7% GDP của cả nước. Chúng bị rút ruột từ một ngân hàng duy nhất, nhưng hơn 1 triệu tỷ là đã gấp nhiều lần tổng tài sản một ngân hàng quy mô, tầm trung và xấp xỉ những ông lớn ngân hàng ở Việt Nam. Đồng thời, chưa có vụ án nào các cơ quan chức năng kê biên số lượng tài sản lớn đến thế. Hàng ngàn bất động sản 15 triệu đô, gần 600 tỷ đồng, bộ sưu tập xe sang du thuyền. Và trong vụ án tham mô tài sản lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, những kẻ này có thể một tay che trời nhờ sự tiếp tay của cả một đoàn thanh tra, những người đáng ra phải lôi những con sâu hại nước hại dân ra ánh sáng. Đây là câu chuyện điên rồ về sự sụp đổ của Vạn Thịnh Phát, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, và câu chuyện về cách một người phụ nữ xây dựng cả một gia tộc tài phiệt bằng cách lũng đoạn nền kinh tế. Hãy bắt đầu với nhân vật này. Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, là người Việt gốc Hoa. Trương Mỹ Lan sáng lập và nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gia thế khủng, nắm giữ nhiều vị trí trọng yếu tại các dự án vàng cũng như doanh nghiệp thuộc hàng bậc nhất Việt Nam. Nhưng đời tư, gia tộc họ Trương và Trương Mỹ Lan vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với truyền thông. Phần lớn những thông tin trên mặt báo luôn là Vạn Thịnh Phát, luôn khiến thị trường địa ốc sốc với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án rồi trùm mền. Giờ đây, bức màn bí ẩn của đế chế Vạn Thịnh Phát đã được hé lộ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có tới hơn 1.000 công ty con, trong đó Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Hệ sinh thái này được chia làm 4 nhóm chính, quan hệ chặt với nhau. Một là nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, nổi bật là ngân hàng SCB. Hai là nhóm công ty kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Nhóm thứ ba là các công ty ma tại Việt Nam để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng và đáo hạn. Thứ tư là mạng lưới công ty ở các thiên đường thuế nước ngoài, có nhiệm vụ điều hành hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và quản lý tài sản của gia đình bà Lan tại nước ngoài. Sơ qua vậy thôi, giờ hãy tập trung vào cái tên này. Với tham vọng lập ra một ngân hàng và đứng sau, thao túng chi phối điều hành huy động tiền gửi để bơm tiền cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Từ trước năm 2011, bà Lan đã giải người mua gom 80-98% cổ phần của ba ngân hàng. Tháng 1 năm 2012, ba nhà băng này được hợp nhất thành ngân hàng TMCP Sài Gòn, hay gọi tắt đó là SCB. Vốn điều lệ ban đầu hơn 10.000 tỷ, đến 2022 đã lên hơn 15.000 tỷ đồng. SCB có một hội sở, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành, nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần dưới danh nghĩa của 27 pháp nhân cá nhân, nhằm lách quy định của ngân hàng nhà nước là một cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% cổ phần của một ngân hàng. Nhờ đó, bà ta trở thành nữ hoàng ở SCB, không giữ vai trò quản lý, nhưng Trương Mỹ Lan lại là người có quyền lực tuyệt đối, dựng lên kịch bản tinh vi, thao túng lũng đoạn, chi phối toàn bộ nhà băng này. Các chức vụ chủ chốt ở SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn đều do bà Lan trực tiếp tuyển dụng từ đàn em thân tín, trả lương 200 đến 500 triệu đồng. Tất cả là để dễ bề rút ruột ngân hàng này. Mỗi khi cần huy động tiền, bà Lan sẽ tổ chức cuộc họp ở tòa nhà Times Square chứ không phải trụ sở SCB. Tại đây bà thông báo cần bao nhiêu tiền, dùng tài sản gì để thế chấp, thời gian giải ngân để lãnh đạo SCB chia nhau thực hiện. Trên hệ thống, các khoản vay này được ghi chú ký hiệu là HSTT, tức Hội sở tiếp thị. Nghĩa là không thẩm định khách hàng, không thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn. Thông thường, các khoản vay này sẽ duyệt ngay khi chưa hoàn thiện hồ sơ, trái với quy định cho vay thông thường. Điểm chung của các khoản vay bà Lan đưa ra là số tiền vay rất lớn, từ vài chục tỷ đồng trở lên, chênh lệch đặc biệt lớn với các khoản vay thông thường, giải ngân trước hợp thức hồ sơ sau, tài sản đảm bảo giống nhau. Để làm được như vậy, nhóm của Trương Mỹ Lan phải lập hàng nghìn pháp nhân, thuê hàng nghìn cá nhân làm đại diện, đứng tên trên hồ sơ vay vốn. Từ năm 2020, nhằm tránh sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lan yêu cầu lãnh đạo SCB lập một số đơn vị trực thuộc hội sở chỉ để giải ngân cho các khoản vay của bản thân. Từ khi thành lập đến năm 2022, ba đơn vị trên đã giải ngân cho bà Lan 396 khoản vay và hiện còn dư nợ 185.000 tỷ đồng. Khi cần tiền tiêu, bà Lan chỉ đạo thực hiện bằng hai cách. Một là rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng, hai là chuyển tiền vào các công ty ma sau đó chuyển lòng vòng hoặc rút tiền mặt. Khi đến hạn không trả được, bà Lan tiếp tục vẽ ra các khoản vay, không khiến số tiền chiếm đoạt được ngày càng nhiều. Số tiền rút ra được bà Lan sử dụng vào các mục đích trả nợ cũ, trả nợ các ngân hàng khác, đầu tư dự án hoặc chi tiêu các việc không đúng với phương án vay vốn.
Tổng cộng từ 2012 đến 2022, SCB cho vay giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hơn 2.500 khoản vay. Tổng số tiền giải ngân là hơn 1.066.000 tỷ đồng, nghĩa là nhóm bà Lan chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Cá nhân bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Nếu GDP Việt Nam tới cuối quý 3 năm nay đạt 4,7 triệu tỷ đồng, thì số tiền 304.096 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt tương đương 6%. Wow, thật điên rồ. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì tiếp theo mọi thứ còn điên rồ hơn. Tháng 8 năm 2017, Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã lập đoàn liên ngành thanh tra SCB, hội sở chính và 12 chi nhánh của ngân hàng này. Đoàn có 18 thành viên do Cục trưởng Nhàn làm trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, 2 cán bộ kiểm toán nhà nước, 4 thanh tra chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Trong 45 ngày đầu thanh tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm nhưng vẫn chấp nhận các khoản nợ xấu của SCB, đồng ý cho tiếp tục hạch toán các khoản vay và chỉ xử phạt hành chính 4 vấn đề với số tiền là 965 triệu đồng. Đầu năm 2018, trưởng đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn phải xây dựng dự thảo báo cáo lần đầu phục vụ việc trình bày với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng. Và bạn không tin được đâu, bà Nhàn đã chỉ đạo xóa mờ nhiều sai phạm nghiêm trọng của SCB. Động thái này đã giúp một số chỉ tiêu tài chính của SCB thay đổi từ 91.000 tỷ đồng nợ xấu xuống còn 53.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn riêng lẻ đều từ âm thành dương, giúp SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. SCB còn có hàng loạt vi phạm về cho vay, sử dụng vốn, thoái lãi dự thu, phương án cơ cấu nhưng vẫn được ém nhẹ. Kết luận còn bỏ toàn bộ nội dung kiến nghị thu hồi ngay số tiền vay sử dụng sai mục đích ở 3 dự án, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các sai phạm. Không chỉ che giấu thực trạng tài chính yếu kém của SCB và làm ngơ cho sai phạm, đoàn thanh tra thậm chí còn đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB thực hiện tái cơ cấu. Khi bị bắt, bà Nhàn và ông Hưng thừa nhận họ biết thừa tình trạng tài chính của SCB rất xấu, phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ chỉ vì một chữ tiền. Đỗ Thị Nhàn thừa nhận nhiều lần nhận hối lộ của ngân hàng này, tổng 5,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 120 tỷ đồng. Lần đầu tiên vào cuối tháng 3 năm 2018, tay chân của Trương Mỹ Lan đến tận phòng làm việc bà Nhàn tặng một túi quà seri có giá trị là 200.000 đô. Tiếp theo, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, bà Nhàn 3 lần nhận được thùng xốp, một lần có 1 triệu đô, 2 lần có 2 triệu đô. Số tiền này ở đâu ra? Các bị cáo khai do Trương Mỹ Lan chỉ đạo lấy từ nguồn tiếng riêng. Tiền chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để Văn rút ra đổi thành đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Ngoài ra, từ năm 2016 đến 2018, bị can Hưng nhiều lần nhận tổng cộng 390.000 đô, tức là 8,7 tỷ đồng của lãnh đạo SCB và dùng vào mục đích cá nhân. Các bị can còn lại trong đoàn thanh tra đều bị cáo buộc nhận tiền của SCB từ 100 triệu đồng đến 40.000 đô la Mỹ. Nhưng theo cơ quan điều tra, 7 thành viên còn lại của đoàn thanh tra đều là cấp dưới, chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao. Họ chủ động khai báo về sai phạm và việc nhận tiền trong quá trình thanh tra. Những người này đã nộp lại tiền nhận từ SCB, tích cực hợp tác điều tra nên không bị đề nghị xử lý hình sự. Kinh hoàng thế lực tài phiệt, Vạn Thịnh Phát hóa ra là tổ chức tội phạm có quy mô cực lớn, hoạt động hết sức manh động nhưng cũng rất tinh vi và xảo quyệt. Trương Mỹ Lan đã móc túi bao nhiêu người dân vô tội, bao nhiêu niềm tin xã hội đã bị lung lay vì đại án Vạn Thịnh Phát là một ma trận lừa đảo trắng trợn dựa trên dòng tiền hối lộ khủng khiếp. Những kẻ như Trương Mỹ Lan phải bị trừng trị đích đáng, nhưng những thanh tra tha hóa kia còn phải xử lý nghiêm khắc hơn để xã hội không phải gánh chịu một Vạn Thịnh Phát thứ hai.